giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Đông Nhi liên tục nhận lời đi diễn dù bụng bầu vượt mặt, hé lộ lý do khiến dân mạng khen ngợi. Đông Nhi là một trong những sao nữ nổi tiếng được lòng các đồng nghiệp trong showbiz bởi tính cách hòa đồng, luôn sống hết mình vì bạn bè. Và chỉ cần xem qua các sao nữ này chăm chỉ phát bụng bầu đi quay hết MV này đến live show khác của các đồng nghiệp thân thiết, công chúng sẽ hiểu rõ lý do vì sao cô được yêu mến đến như vậy. Mới đây nhất, khoảnh khắc Đông Nhi phát bụng bầu vượt mặt đến phim trường đã thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng. Được biết, dù bước sang tháng thứ 7 của thai kỳ, nhưng nữ ca sĩ vẫn nhận lời mời tham gia một vai cameo cho MV của người bạn thân Ngô Kiến Huy. Điều đáng nói hơn cả là dẫu bụng bầu vượt mặt, nhưng Đông Nhi vẫn giữ được thần sắc và nguồn năng lượng quá đổi ấn tượng khi quay. Chia sẻ về việc mẹ bầu Đông Nhi góp mặt trong dự án nghệ thuật lần này, Ngô Kiến Huy hạnh phúc cho hay. Trộm vía với Huy là đây là lúc Huy thấy Nhi đẹp nhất, viên mãn nhất từ khi quen biết nhau. Và trong dự án đầu tư nhất của Huy năm nay thì Huy muốn lưu giữ hình ảnh ấy lại và đã mạn phép người mời cô nàng tham gia. Và thật tuyệt vời, dù đang mang thai tháng thứ 7, Nhi vẫn đồng ý cái rụp. Tạo hình cũng rất cưng và ấn tượng phải không cả nhà? Trước đó, Đồng Nhi cũng từng khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi đến tham dự đêm diễn của người bạn thân Noo Phước Thịnh. Tại đây, mẹ bầu đã có dịp trải lòng về tình cảm thân thiết dành cho Noo Phước Thịnh suốt 10 năm qua, cũng như trình diễn hết mình những bản hit đình đám. Phải nói rằng, việc một mẹ bầu đã bước vào những tháng cuối thai kỳ vẫn chăm chỉ tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như Đồng Nhi là điều rất hiếm gặp. Đặc biệt, chính cách sống hết mình mà sao nữ này dành cho bạn bè càng khiến công chúng ngưỡng mộ. Song người hâm mộ vẫn hy vọng Đông Nhi dành thời gian cho việc nghỉ ngơi, an dưỡng sức khỏe trước khi làm bồn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.